Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Thư điện chúc mừng và thăm hỏi trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, tập 2, trang 202. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu về những trường hợp cần viết thư điện. Trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa. Các em đọc lại một số trường hợp cần gửi thư điện chúc mừng và thăm hỏi đã cho trong sách giáo khoa trang 202. Và trả lời câu hỏi bên dưới. A nhỏ, những trường hợp nào cần gửi thư điện chúc mừng và những trường hợp nào cần gửi thư điện thăm hỏi? Thì cô gợi ý, những trường hợp cần gửi thư điện chúc mừng đó là trường hợp A và B, còn trường hợp cần gửi thư điện thăm hỏi là C và D. B nhỏ, hãy kể thêm một số trường hợp cụ thể cần gửi thư điện chúc mừng hoặc thư điện thăm hỏi. Cô gợi ý, trường hợp cần gửi thư điện chúc mừng có thể kể ra như nhân dịp sinh nhật hay ngày lễ. Còn trường hợp cần gửi thư điện thăm hỏi là khi họ hàng bị bệnh tật hoặc ốm đau. Tiếp theo, trong phần C, cho biết mục đích và tác dụng của thư điện chúc mừng và thăm hỏi khác nhau như thế nào. Thì thư điện chúc mừng là để biểu dương, khích lệ thành tích của người nhận. Còn thư điện thăm hỏi là để động viên hoặc an ủi vượt qua khó khăn, đúng không nào? Vậy thì, cách viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi như thế nào? Chúng ta cùng đi đến phần 2 La Mã. Tìm hiểu về cách viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi. Trả lời câu hỏi số 1. Đọc các văn bản sau đây và trả lời câu hỏi. Thứ nhất, nội dung thư điện chúc mừng và thư điện thăm hỏi giống nhau và khác nhau như thế nào? Thì điểm giống nhau đó là ở cách thức trình bày, nội dung thể hiện tình cảm của người viết. Còn khác nhau thì khác ở mục đích. Thư điện chúc mừng thì để khích lệ, cổ vũ thành tích của người khác. Trong khi đó, thư điện thăm hỏi là để an ủi, động viên, giúp người nhận vượt qua khó khăn. Câu B. Em có nhận xét gì về độ dài của thư điện chúc mừng và thư điện thăm hỏi? Thì ở đây chúng ta đều thấy độ dài của cả thư điện chúc mừng lẫn thăm hỏi đều cần trình bày ngắn gọn, đúng không nào? Ý thứ 3. Trong thư điện chúc mừng và thư điện thăm hỏi, tình cảm được thể hiện như thế nào? Trong cả hai loại thư điện này thì tình cảm cần được thể hiện chân thành các em ạ. Thứ 4. Lời văn của thư điện chúc mừng và thư điện thăm hỏi có điểm nào giống nhau? Điểm giống nhau của lời văn ở cả hai loại thư điện này là đều cần về xúc tích. Câu số 2. Thử cụ thể hóa các nội dung sau đây bằng những cách diễn đạt khác nhau. Thứ nhất, lý do cần viết thư điện chúc mừng hoặc thăm hỏi. Suy nghĩ và cảm xúc của người gửi đối với tin vui hoặc nỗi bất hạnh, điều không may của người nhận. Lời chúc mừng và mong muốn của người gửi, lời thăm hỏi, chia buồn của người gửi. Thì cô gợi ý, đối với câu hỏi này, các em có thể làm như sau. Thứ nhất, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, em xin chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp chồng người. Em vô cùng biết ơn trước công lao dạy dỗ của thầy cô. Mong thầy cô mãi mãi là tấm gương, là bến đỗ cho chúng em. Câu hỏi số 3. Từ hai bài tập trên, em hãy cho biết nội dung chính của thư điện chúc mừng, thư điện thăm hỏi và cách thức diễn đạt trong các bức thư điện đó. Từ hai bài tập vừa rồi, chúng ta có thể thấy nội dung chính của thư điện chúc mừng là khích lệ, cổ vũ thành tích của người nhận. Ngược lại, thư điện thăm hỏi là an ủi, động viên, giúp đỡ người nhận vượt qua khó khăn. Còn cách thức diễn đạt thì đều ngắn gọn, chính xác và xúc tích, đúng không nào? Như vậy, qua các bài tập vừa rồi, chúng ta có thể rút ra kết luận cần ghi nhớ như sau. Thứ nhất, thư điện chúc mừng hoặc thăm hỏi là những văn bản bày tỏ sự chúc mừng hoặc thông cảm của người gửi đến người nhận. Nội dung thư điện thì cần nêu được lý do, lời chúc mừng hoặc lời thăm hỏi và mong muốn người nhận điện sẽ có những điều tốt lành. Thư điện thì cần được viết ngắn gọn, xúc tích với tình cảm chân thành các em ạ. Bây giờ, chúng ta cùng đến với phần 3 La Mã, luyện tập. Trả lời câu hỏi số 1. Hoàn chỉnh lần lượt 3 bức điện ở mục 2 La Mã.1 theo mẫu sau đây. Các em quan sát mẫu đã cho trong sách giáo khoa trang 204. Cô gợi ý, đối với câu hỏi này, các em có thể hoàn thiện như sau. Về họ tên, địa chỉ người nhận là Nguyễn Văn A, số 5D, Hàm Long, Hà Nội. Nội dung là nhân dịp sinh nhật, tớ chúc cậu mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng học giỏi. Họ tên địa chỉ người gửi là Nguyễn Thị B, số 7, Tây Sơn, Hà Nội.
Tiếp theo, câu hỏi số 2. Trong các tình huống nêu dưới đây, tình huống nào cần viết thư điện chúc mừng và tình huống nào cần viết thư điện thăm hỏi? Các em quan sát 5 tình huống đã cho trong sách giáo khoa trang 204. Cô gợi ý, tình huống cần viết thư điện thăm hỏi là tình huống trong phần C. Trận động đất lớn làm thiệt hại người và tài sản ở một số nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Còn các tình huống còn lại là các tình huống cần viết thư điện chúc mừng có A, B, D và E. A là Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ. B là nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam được tái đắc cử. D là bạn thân, đồng thời đang là hàng xóm của em, vừa được giải nhất kỳ thi học sinh giỏi văn toàn tỉnh. E là anh trai em vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài. Tiếp đến, câu hỏi số 3. Hoàn chỉnh một bức thư điện mừng theo mẫu của bưu điện, xem bài tập 1 với tình huống tự đề xuất. Đối với bài tập này, cô gợi ý các em có thể làm như sau. Họ tên, địa chỉ người nhận là Phạm Văn C, trường Trung học cơ sở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Nội dung là chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố. Còn họ tên và địa chỉ người gửi đó là Nguyễn Văn Đê, trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài thư điện chúc mừng và thăm hỏi trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 9, tập 2, trang 202. Các em cũng có thể lên trang lời giải 2.com để lắng nghe bài giảng của những bài khác. Chúc em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại.